xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ. Khi yêu sang nhà vang tiếng pháo vui, theo kiều hoa có đôi phụ dê. Còn trong đời bạn bè dắm tên, bạn ngoài xa đã xa thiệt rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không được mời. Đường chim trời đây đó vương phương, đưa đầu nó giữa đêm vượt suối. Nhờ mây trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa xa. Tình dâng ngút ngàn, anh lo gì thời gian. Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi qua mau. Ngày vui đến gần, như nhắc trời vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, trong ngày vui áo em màu hồng. Màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu ngắm trên đồng lúa. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa trang chuyện tình đôi. Xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ. Khi yêu sang nhà vang tiếng pháo vui, theo kiều hoa có đôi phụ dê. Còn trong đời bạn bè dắm tên, bạn ngoài xa đã xa thiệt rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không được mời. Đường chim trời đây đó bông thương, đưa đầu non giữa đêm vượt suối. Nhờ mây trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang. Tình dâng ngút ngàn, anh lo gì thời gian. Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi qua mau. Ngày vui đến gần, như nhắc trời vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, trong ngày vui áo em màu hồng. Màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu ngắm trên đồng lúa. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa trang chuyện tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa trang chuyện tình đôi mình. Hãy
thương áo bà ba bên vườn nhà em ngắm vầng
xa cách mặt lòng không phù nào. Em luôn cầu mong sẽ có một ngày anh về thăm quê, hỏi bụi trầu cay và hỏi buông câu con chim manh manh hót câu tình thương. Một vầng trăng nghiêng lên lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý em sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thấy bát ngát không biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao lũy trúc bờ lâu. Xưa đã cùng em vui vườn trầu, nhìn nắng hàng cao xanh rạt rào bên giàn thiên lý bên khóm mai. Ngày xuân thắm hạ cùng em mân xa anh lại về thương. Ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm. Anh về nơi ấy bao yên oanh, đừng quên ước hẹn cùng em ngoài thay. Em ơi, xa cách mặt lòng không phù nào. Em luôn cầu mong sẽ có một ngày anh về thăm quê, hỏi bụi trầu cay và hỏi buông câu con chim manh manh hót câu tình thương. Một vầng trăng nghiêng lên lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý. Một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thấy bát ngát không tay. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh dương về quê thăm nội thành. Dâu hiền dễ thao đem biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh,
mịt mờ. Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước thiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có ngôi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây một kế tờ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ. Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ. Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, hôm nay là ngày lành tháng tốt và nhằm giờ đẹp. Đoàn nhà trai chúng tôi gồm có đại diện và bên nội bên ngoại của chú rể, có cái lễ ăn hỏi và lễ xin cưới gửi tới nhà gái để nhà gái trình lên tổ tiên xin cho chú Long Nam được làm bạn trăm năm với cháu Hồ Sơn. Nhưng mà cháu nhà chúng tôi nếu được sự đồng ý của nhà gái, cùng trong ngày hôm nay nhà trai chúng tôi cũng xin quân hễ xin dâu gửi tới nhà gái cho xin cháu Nam Anh để làm dâu con ông bà Hồng Nam và làm vợ cháu Cùng Thế Sơn. Xin phép cái thứ hai là xin phép để cháu Cùng Thế Sơn và cháu Nam Anh được làm lễ bái gia tiên và sau khi nghe cha mẹ căn dặn con rể và con gái cũng về nhà chồng và chúc mừng như thế. Và đến đúng 12:35 thì nhà trai xin được đón cháu dâu về nhà chồng và xin thay mặt ông bà Hồng Nam tôi có lời mời toàn bộ đại diện cho gia đình nhà gái cùng tiễn cháu dâu về nhà chồng và nên dự lễ tổ chức của hai cháu và nhà trai. Và xin chân thành cảm ơn nhà gái về sự đón tiếp nồng hậu của nhà trai chúng tôi. Trong dịp cuối năm cũ và đầu năm mới, xin chúc hai họ mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc và bạc trăm năm. Rất cảm ơn. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông các bà, kính thưa họ nhà trai. Hôm nay là ngày lễ ăn hỏi của hai cháu, của hai cháu. Thế thì có đại diện bên họ nhà trai đã có ý kiến với gia đình họ nhà gái chúng tôi. Tôi cũng được rất may mắn đại diện cho họ nhà gái cũng đã đồng ý với này những cái ý kiến và của ông đại diện của nhà trai vừa mới nói xong thì gia đình chúng tôi nhất trí và cũng cảm ơn các cụ các ông các bà họ nhà trai đã đến đông đủ và họ nhà gái chúng tôi cũng đông đủ các ông bà và các bác là các chú các cô gì của cháu ở Nam Định lên Yên Bái cũng về Hà Nội có hôm nay là có ba tỉnh
thì để đến đón cái lễ ăn hỏi của các cháu ngày hôm nay. Cũng như theo ý kiến của ông đại diện họ nhà trai nói là để cho hai cháu để lên thắp hương ra tiễn. Bằng lòng đi em, dâu làng anh không thiếu bạc tiền.
định cưới nhau liền. Hỏi mãi em im re sao mà làm thinh không muốn nói, anh trắng đêm mũi kêu lời gió về. Em biết chưa đông đã về, nghe gió đưa ru bụi tre. Nè bằng lòng đi em, mình chẳng còn tương tư đơm đơm lấp loè. Bằng lòng đi em, quê miền Tây quen khói lam chiều, cầu tre lắc leo bướm ong phượng hồng dê kêu, giếng nước gào cua tình yêu, chim liễu lo chuyện khanh yêu, ngô lúa sai quần mì miêu. Nè bằng lòng đi em, quà cưới anh nhiều. Chi tôi được làm chú rể càng vô duyên. Ý thôi, tới dự đám cưới chứ. Đi đi. Ủa, mà đám cưới này mình có quen không vậy? Người ta có mời mình không cả? Kệ, không mời cũng tới dự. Trước lạ sao quen, chắp trước cái đã. Nghe xôn xao xóm trên làng bên, ôi vui ghê rước dâu miệt vườn. Kỳ màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng vô vàng lăng xăng, chú quay phim màu, cô thì làm nghiêm, cô thì cười duyên, ôi xuân ghê có ban nhạc ca rước dâu về nhà. Bà con lối xóm rú nhau thật đông để nhìn mặt cô dâu, kìa đôi huyền ương xinh đôi vừa lứa nét son môi cười, mái tóc bạc phơ cô già nheo mắt tăm tắt ngơi khen, mây thổ được xem chiếc áo thời trang chen áo cuối ngày xưa. Em ơi em có chi mà buồn so, khi ra viên tới phiên cái tụi mình còn chờ đôi bên mai mối đưa tình đến hôn ngày cưới. Kìa kìa em xem áo xanh đỏ vàng nè, có ô dù che nó nghiêng bài thơ trong xa như bướm bay vườn qua thước tha vào nhà. Hồng Lâm xin được
thay mặt cho chú rể, cô dâu cùng với hai bên gia đình xin được gửi đến các cụ, các ông, các bà, xin được gửi đến toàn thể quý quan viên hai họ và xin được gửi đến toàn thể hôn trường cưới một lời cảm ơn chân thành, một lời kính chúc sức khỏe hạnh phúc và một lời chào trân trọng nồng nhiệt nhất. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đám cưới đã là một nét văn hóa truyền thống đẹp của người dân Việt Nam có từ ngàn đời nay. Nó thể hiện sự đơm hoa kết trái trong tình yêu, cũng như những gì đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Và thêm một mùa xuân mới đã tràn về trên khắp đất trời, thì vạn vật, cỏ cây, hoa lá đua nhau đâm chồi nảy lộc. Và ngày hôm nay đây, chúng ta đang được chứng kiến sự đơm hoa kết trái của một tình yêu đích thực. Vâng, sau khi được sự nhất trí của cơ quan chính quyền địa phương, được sự giúp đỡ vun đắp của anh em họ hàng bạn bè gần xa, và đặc biệt hơn là được sự đồng thuận rất cao của hai bên gia đình, đã quyết định chọn ngày hôm nay là ngày hoàng đạo, ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ thành hôn cho đoàn trẻ Tiến Sơn và Lan Anh. Và thưa quý vị thân mến, để mở đầu cho đại lễ thành hôn ngày hôm nay, cho phép ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời hai bác trưởng đoàn phái đoàn gia đình họ nhà trai và bác trưởng đoàn phái đoàn gia đình họ nhà gái sẽ bước lên trung tâm sân khấu hôn trường cưới có đôi lời phát biểu giao dâu nhận rể và cũng có những lời vàng ý ngọc để căn dặn cô dâu chú rể. Trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn sẽ bước lên trung tâm sân khấu hôn trường cưới, xin kính mời. Quý vị thân mến, có thể nói rằng dẫu sao thì cô dâu cũng từ nhà gái mà lên, nét kiềm cẩn vẹn vẹn đôi câu, muốn tròn bổn phận làm dâu, lắng nghe cha chú đôi câu dặn dò. Ngay sau đây cho phép ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một bác trưởng đoàn phái đoàn gia đình họ nhà gái có xin trước toàn thể hôn trường cưới có đôi lời phát biểu giao dâu và cũng có những lời vàng ý ngọc để căn dặn cô dâu chú rể. Trân trọng kính mời bác, rất mong quý vị hãy dành cho bác một tràng tay thật lớn được không ạ? Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng hai họ, hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự đồng ý của hai gia đình và các cơ quan có thẩm quyền để hai cháu làm lễ kết hôn ngày hôm nay. Hôm nay đoàn họ nhà gái chúng tôi được họ nhà trai đã đến và xin dâu để họ nhà gái chúng tôi đã đưa cháu về đến nơi đến chốn để giao cháu gái tôi cho họ nhà trai. Vậy trước tiên chúng tôi xin cảm ơn các cụ ông, các cụ bà cùng toàn thể nam nữ thanh niên bạn bè của hai họ của các cháu. Hiện nay là chúng tôi đã đưa cháu đến nơi đến chốn để về để giao dâu cho họ nhà trai. Thế mà bây giờ chúng tôi xin hết ý kiến và để họ nhà trai có lời để nhận dâu của họ nhà gái chúng tôi đã đi đến nơi về đến chốn ạ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, cho phép ban tổ chức xin được cảm ơn những lời phát biểu của bác trưởng đoàn phái đoàn gia đình họ nhà gái rất nhiều. Và kính thưa quý vị thân mến, có thể nói rằng những lời phát biểu của bác trưởng đoàn phái đoàn gia đình họ nhà gái rất ngắn gọn, xúc tích nhưng lại mang tính xây dựng rất cao. Bác rất mong muốn toàn thể quan viên hai họ, đặc biệt là về quan viên phái đoàn gia đình họ nhà trai, cố gắng dìu dắt cô dâu chú rể để cho hai bạn sớm nên người. Và kính thưa quý vị thân mến, đúng là giao dâu thì giao cả nghĩa tình, mà nhận dâu thì nhận cả nghĩa tình thông gia, mà giao dâu thì họ nhà gái cũng đã giao rồi. Bây giờ họ nội sẽ có đôi lời nhận dâu, cho phép ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một bác trưởng đoàn phái đoàn gia đình họ nhà trai có xin trước toàn thể hôn trường cưới có đôi lời phát biểu nhận dâu và cũng có những lời vàng ý ngọc để căn dặn cô dâu chú rể. Trân trọng kính mời bác và rất mong quý vị hãy dành cho bác trưởng đoàn phái đoàn gia đình họ nhà trai một tràng tay thật lớn được không ạ? Xin kính chào tất cả các ông, các bà, các cụ, các cô dì chú bác của hai họ nhà trai và họ nhà gái. Hôm nay tôi xin thay mặt cho họ nhà trai, xin trước hết là xin có lời chân thành cảm ơn họ nhà gái đã hợp đồng và tạo điều kiện giúp đỡ hết sức thuận lợi để họ nhà trai cùng với họ nhà gái làm các cái thủ tục, nhất là tổ chức lễ ăn hỏi cho các cháu và hai là tổ chức lễ xin dâu và cùng với họ nhà trai tiến đưa cô dâu về nhà gái nhà trai. Và chính thức đến giờ phút này, sau khi đại diện cho họ nhà gái đã trao dâu cho họ nhà trai, thì cháu Lan Anh chính thức trở thành là người trong họ tộc của họ Phùng Văn gia đình chúng tôi, còn là con dâu của ông Hồng bà Lan. Và thì tôi cũng là một người trong gia đình thì cũng chỉ có một cái tâm nguyện
là cô dâu thì mãi mãi sẽ xứng đáng là dâu hiền rể thảo của dòng họ, phát huy cái truyền thống gia đình của dòng họ, là con dâu của dòng họ là đều phát huy tốt cái vai trò là làm dâu, làm vợ, làm mẹ, sau này làm bà, làm các cụ và quán xuyến công việc gia đình để cho các con trai hoàn thành tốt công việc của gia đình và xã hội. Và cũng có một cái lời xin kính chúc các cụ, các ông, các bà nhân dịp năm mới sắp đến, chúc toàn thể hai gia đình là an khang thịnh vượng và hạnh phúc. Chúc cô dâu chú rể làm tốt cái chức năng dâu rể, dâu hiền rể thảo của cả hai họ, và xin chúc cô dâu chú rể là trăm năm hạnh phúc. Và xin cảm ơn tất cả các ông các bà đã đến dự lễ thành hôn của hai gia đình. Xin phép ban tổ chức xin được cảm ơn những lời phát biểu của bác trưởng đoàn phái đoàn gia đình họ nhà trai rất nhiều. Và kính thưa quý vị thân mến, đúng là hôm nay sum họp trước mai mà tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng sinh một nhà, và kể từ giờ phút này thì nhà dâu nhà rể đâu xa, hai bên kết nghĩa giao hòa trăm năm. Cho phép ban tổ chức xin được chúc cho tình cảm thông gia của hai bên gia đình ngày càng keo sơn gắn bó mặn mà bền lâu. Rất mong quý vị hãy dành một tràng thân lớn để chúc cho tình cảm thông gia của hai bên gia đình ngày càng keo sơn gắn bó mặn mà bền lâu. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, thưa quý vị thân mến, và ngày sau đây cho phép ban tổ chức xin được kính mời hai bác trưởng đoàn sẽ trao cho nhau một cái bắt tay để gắn chặt tình thông gia của hai bên gia đình. Vâng, xin được kính mời hai bác. Vâng, xin được cảm ơn hai bác rất nhiều, và xin được cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị. Vâng, xin được kính mời hai bác sẽ cùng nhau trở về hàng ghế danh dự của mình để tiếp tục theo dõi đại lễ thành hôn hai cháu yêu quý của mình. Và kính thưa quý vị thân mến, kể từ ngày hôm nay, chú rể Tiến Sơn và cô dâu Lan Anh họ đã chính thức thành vợ thành chồng của nhau. Cho dù sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng tình yêu của hai bạn sẽ mãi mãi vững bền bên nhau. Và ngay sau đây cho phép Ngọc Lâm xin được kính mời đại diện của gia đình sẽ được chú rể và cô dâu bước vào trong nhà để thắp nén hương, làm lễ gia tiên, kinh lễ tổ đường, và sau đó xin được kính mời hai bạn sẽ cùng nhau trở ra hôn trường cưới để mời nước toàn thể quan viên hai họ vào hôn trường cưới cho ngày vui hôm nay. Để thay cho lời cảm ơn, xin kính mời.
Vâng, xin được cảm ơn những lời ca tiếng hát của nữ ca sĩ Lan Thanh. Và xin được cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị. Với những tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt và tình cảm để động viên cho nữ ca sĩ Lan Thanh với nhạc phẩm mang tên Khách Đến Chơi Nhà. Và rất mong quý vị, thưa quý vị thân mến, rất mong quý vị sẽ tiếp tục quay trở lại sân khấu để đăng ký những khúc mà toàn thể quý vị yêu thích nhất để chúc mừng hạnh phúc cho chú rể cô dâu, mừng người hạnh phúc cho hai bên gia đình trong ngày vui hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, trong lúc mà chờ đợi phần đăng ký giao lưu của toàn thể quý vị, thì xin được kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng nhau chuyển sự chú ý của mình lên sân khấu để chờ đón sự hiện diện của hai người đẹp nhất, lộng lẫy nhất trong ngày vui hôm nay. Tôi xin được kính mời chú rể Tiến Sơn sẽ nắm tay cô dâu Lan Anh cùng nhau bước lên trung tâm sân khấu hôn trường cưới, bước lên đài hoa hạnh phúc. Xin kính mời. Vâng, chú rể Tiến Sơn thân mến, như vậy là ngày hôm nay hai bạn đã chính thức thành vợ thành chồng của nhau. Và cho phép Ngọc Lâm xin được phỏng vấn nhỏ chú rể Tiến Sơn một chút. Vậy không biết hôm nay chú rể có dám làm hàng trăm, hàng nghìn điều vì người vợ thân yêu của mình không ạ? Chú rể có dám không ạ? Dạ có ạ. Vâng ạ, chú rể Tiến Sơn thân mến, cô dâu Lan Anh thì không cần anh làm hàng trăm, hàng nghìn điều vì người vợ của mình mà chỉ cần anh làm 10 điều trong cuộc sống. Ngay sau đây xin được kính mời chú rể cô dâu cùng toàn thể quý vị cùng lắng nghe. Vâng, chú rể Tiến Sơn thân mến, người ta vẫn thường nói rằng làm trai thì cho đáng nên trai, 10 điều vợ dặn không sai một điều. Thứ nhất, chưa có nhậu nhiều, đúng năm giữa chiều là phải hồi ra. Thứ hai, không được lân la những nơi thư giãn, mát xa mát gần. Thứ ba, cứ mỗi cuối tuần đưa vợ đi sắm áo quần thời trang. Thứ tư, tiền thưởng tiền lương đem về nộp đủ, vợ thương nhất đời. Thứ năm, vợ có lắm lời thì cũng phải vui vẻ mà ngồi lắng nghe. Thứ sáu, tiền đình đổi xe mua vàng cho vợ để khoe xóm giềng. Thứ bảy là phải thật siêng, giúp vợ chở búa, nấu cơm, giặt đồ. Thứ 8, không được có bồ, không được tư tưởng mấy cô chân dài. Thứ 9, không được bạc bài, không chơi để đóm có ngày tàn ra. Thứ 10, không được bê tha, việc nước chưa tất, việc nhà đảm đang. Vâng, chú rể Tiến Sơn thân mến, không biết là 10 điều trên thì chú rể có làm được không ạ? Dạ có ạ. Có thưa quý vị, hãy dành cho chú rể một tràng pháo tay lớn đi ạ. Vâng, thưa quý vị thân mến, đối với bất kỳ một người con gái nào mà khi đi lấy chồng mà người chồng có thể làm được những điều trên thì thưa quý vị thân mến, đó chính là một điều rất tuyệt vời để cho người con gái dựa vào trong suốt cuộc đời của mình. Vâng, thưa quý vị thân mến, nhưng đó là cái chuyện của tương lai. Nhưng ngay giờ đây, tất cả quý vị cũng như Ngọc Lâm đang rất muốn chú rể sẽ dành tặng cho cô dâu một nụ hôn. Vâng, quý vị nhất trí để chú rể dành tặng cho cô dâu một nụ hôn không ạ? Nhất trí không ạ? Vâng, chú rể Tiến Sơn thân mến, tất cả mọi người, vâng, đang muốn anh dành tặng cho cô dâu một nụ hôn, không biết chú rể có nhất trí không ạ? Dạ có ạ. Vâng ạ, thưa quý vị thân mến, vâng ạ, xin mời âm nhạc, hãy tắt nhạc đi ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, thưa quý vị thân mến, ngay sau đây cho phép Ngọc Lâm xin được kính mời quý vị sẽ cùng nhau đến với một nụ hôn rất đặc biệt. Ban tổ chức đặt tên cho nụ hôn này là nụ hôn kiểu ước. Vâng ạ, xin được kính mời hai bạn sẽ quay mặt vào nhau đi ạ. Vâng, xin mời ạ. Vâng ạ, xin được kính mời hai bạn sẽ được cách xa nhau, khoảng 1 mét ạ. Vâng, càng xa càng tốt ạ. Vâng ạ, thưa quý vị thân mến, với nụ hôn này thì cô dâu sẽ là người hoàn toàn chủ động. Quý vị sẽ cùng nhau đếm từ 1 đến 3 và cô dâu sẽ tiến lại thật nhanh để hôn chú rể. Thời gian cho hai bạn hôn nhau là không quá 30 phút. Vâng ạ, đề nghị chú rể đứng yên nhá, không được tiến lên trước 1cm nào cả. Chú rể mà tiến lên trước thì ban tổ chức sẽ yêu cầu cô dâu hôn chú rể từ bây giờ cho đến 19 giờ đêm nay. Xin mời quý vị cùng nhau đếm từ 1 đến 3 để cho cô dâu tiến lại hôn chú rể. 1, 2, 3, hôn, xin mời. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, là quý vị thấy cô dâu có nhanh nhẹn không ạ? Kính thưa các cụ thân mến, là cô dâu mà nhanh nhẹn thế này thì chẳng mấy mà các cụ lại có cháu bé đâu ạ. Vâng, xin được cảm ơn quý vị, xin được cảm ơn cô dâu chú rể rất nhiều. Xin kính mời chú rể và cô dâu sẽ tạm thời nán lại trung tâm sân khấu hôn trường cưới để đón nhận một món quà rất đặc biệt trong ngày cưới hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, người bà ngoại yêu quý của chú rể Tiến Sơn cũng sẽ trở lại sân khấu có một món quà nhỏ để dành tặng cho hai cháu nhân ngày trăm năm hạnh phúc hôm nay. Vâng, xin được kính mời bà sẽ cùng nhau bước lên trung tâm sân khấu hôn trường cưới. Xin kính mời. Quý vị thân mến, đang trở lại trung tâm sân khấu hôn trường cưới và đứng cạnh chú rể Tiến Sơn và cô dâu Lan Anh lúc này cũng chính là người bà ngoại yêu quý của chú rể Tiến Sơn đã trở lại sân khấu có một món quà nhỏ để dành tặng cho hai cháu nhân ngày trăm năm hạnh phúc hôm nay. Món quà tuy nhỏ nhưng đây chính là những tình cảm của bà ngoại muốn dành tặng cho hai cháu nhân ngày trăm năm hạnh phúc. Và rất mong quý vị hãy dành tặng cho bà một tràng pháo tay lớn nữa không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay sau đây xin được kính mời chú rể Tiến Sơn và cô dâu Lan Anh xin bước xuống hôn trường cưới để tiếp tục với những lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị khách quý cũng như các cụ, cô bác bà hôn trường trong ngày vui hôm nay để thay cho lời cảm ơn. Xin kính mời.
đàn ánh sao bừng lên trong màn đêm, đâu nên đẹp gì những phút thần tiên bên nhau lòng ngất ngây, trào dâng trong lòng em đam mê cuộn dây. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình.
hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mọc mới chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp. Dập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi. Lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Trong tiếng ca người làng quê yêu bông lúa thiết tha, những mẹ già nuôi trông trẻ đùa sớm dưới, run run môi cười như thuở còn đôi mươi. Em ơi quan họ quan trên sông con đò, khoang ư khoang họ em về chăm lo việc nhà thống lũ buôn vương cả nếp xưa. Em ơi quan họ quan lúa chín tô tàn rơi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai, tiếng hò chơi vơi thì chẳng ngả lá lơi, đêm khuya rộn ràng bao tiếng chảy buông lơi. Hàng dừa cao im mơ soi bóng sông,
mộng ngày mai say sưa những ước mong. Gái miền sông Hương, em trai miền Cửu Long, hai ta ước thề xây thắm tình duyên. Thank you.
trái tim mỉm cười, cùng mừng vui chúc đôi thân lang say nhân kết thêm tình thân, cùng mừng vui chúc đôi uyên ương khát khao tình thương bước lên thiên đường, bước lên thiên đường trần gian ước mơ. Trái tim tuyệt vời nào cạn ly chúc đôi tân lang say nhân kết thêm tình thân, cùng cạn ly chúc đôi uyên ương khát khao tình thương bước lên thiên đường, bước lên thiên đường trần gian ước mơ. Chúc đôi uyên ương khát khao tình thương bước lên thiên đường, bước lên thiên đường chân dài.
xin chúc cho đàn trai. Chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè anh Tám xin mời anh một chén. Nè 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 cô Sáu
cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bạn con ơi, ta chúc hai họ thêm thơ. Vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1 2 3 vô, uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok, cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. 1 2 3 vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. 1 2 3 vô, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đề bờ. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Dâu non non dung nhan mặn mà, chà nhà ai có ông dề quý, chà nhà ai có cô dâu hiền, ô ngô thấy có con lợn quay. Xôi đầy mâm câu đầy bùa, đầy muôn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Tình tôi ơi anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Anh ơi, người tình tôi
Em ơi người tình tôi ơi, em ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cùng tính đi thôi. Sang năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Thưa các cụ, các ông, các bà, theo kế hoạch đã được thống nhất giữa hai gia đình thì như bác đại diện cho họ nhà gái, tôi xin chân thành cảm ơn họ nhà gái đã hợp tác với họ nhà trai tổ chức hôn lễ cho hai cháu hôm nay là đã được ra nửa, gần đến đích và mọi sự đều thành công tốt đẹp. Tôi hy vọng rằng hôm nay giữa họ nhà trai và họ nhà gái lại tiếp tục hợp đồng để làm sao tổ chức hôn lễ cho hai cháu đến cái thành công, kết quả cuối cùng tốt đẹp nhất. Theo kế hoạch đã được đứng trước thì họ nhà trai nhà gái đã đi qua các bước, nhất là chạm ngõ, thứ hai là ăn hỏi, và chúng ta đã gặp mặt nhau một lần. Thì hôm nay tôi xin thay mặt cho họ nhà trai tiếp tục xuống để xin với họ nhà gái cho họ nhà trai được đón cháu Lan Anh về làm vợ và làm con dâu nhà ông bà Hồng Nam tại Ba Vì, Hà Nội. Và tôi cũng xin thay mặt cho họ nhà trai đề nghị với họ nhà gái, tức là tuôn ra khô xếp chương trình làm sao để hơn 9 giờ thì cho đoàn đại biểu họ nhà trai được đón dâu về nhà trai. Và tôi cũng xin thay mặt cho nhà gái mời toàn thể các ông các bà đại diện cho họ nhà gái cùng tiễn cháu dâu về nhà chồng và đồng thời cùng dự tổ chức hôn lễ của hai cháu tại nhà chồng và thăm họ nhà trai chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn và chúc hai họ
mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Để tiếp theo chương trình, chúng tôi xin nhất trí với này những ý kiến của một vị ông đại diện họ nhà trai. Bây giờ chúng tôi xin đồng ý để cho chú rể lên đón cô dâu xuống hội trường để chúng ta tiếp tục làm việc.
treo tút trên cao, ánh sao trưng muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mắt trăng thanh, ôi gió mắt trăng thanh, dù tình ta sống du con thuyền tình. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm, được tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối, vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Thank you.
Mời cô sau của chú rể cùng
đã sẽ đạt tới cô dù gì cũng như mang đến thật nhiều những lời chúc phúc tốt đẹp nhất sẽ đạt tới chú rể Tiến Sơn và cô Sơn Lan Anh trong buổi trưa ngày hôm nay. Và thưa quý vị, bánh được chúc cho tình cảm của gia đình đời đời vững chắc, rượu tượng trưng cho sức mạnh của tình yêu luôn luôn trẻ mãi và cùng trường tồn theo thời gian và năm tháng. Đó là hai thứ không thể thiếu được trong ngày vui hạnh phúc như này. Ngay bây giờ xin mời cô dâu chú rể chúng ta cùng tiến tới bàn tháp bánh để cùng
theo chàng về dinh.
sao tuyệt vời, mừng đôi uyên ương đang bước trên con đường mới. Từ nay trong tim đã có nhau, trong đời buồn vui chia nhau, tình yêu còn mãi, niềm tin bên nhau.